khí thông thường. Thích nhất là cái cải chua, cái giá bình dân dễ ăn, phù hợp với mọi người. Rất là đặc biệt và rất là ngon, khác so với những quán khác. Tôi thấy đặc biệt nhất là lòng. Cải chua cũng là một cái nguyên liệu mà rất là ngon trong tô hủ tiếu này. Giá cả rất là hợp lý và bình dân, có thể mọi lứa tuổi có thể ăn được, như là học sinh, sinh viên và những người đi làm cũng được. Đầu tiên là mình trụng hủ tiếu hồ, sau đó mình trụng cải, xong rồi mình trụng cực, bỏ cực lên, xong rồi bỏ đủ đồ ăn lên, tim, cực, bao tử, đồ. Lòng là mình bỏ vô, mình hầm cho nó mềm, mình bỏ gia vị. Mình bán từ 6 giờ tới khoảng 11, 12 giờ là mình hết. Hủ tiếu của mình bán gần 40 năm rồi. Ngày xưa là cái hủ tiếu hồ này là nước lèo của nó là có quậy bột nên nó giống hồ lắm. Còn bây giờ là người ta ăn nên giống như là ngán quá, mình nước lèo mình là thành nước lèo trong.